Bấy lâu em là gì, nó không còn thương em hay là vì bên cạnh nó nay đang có người khác, nhăn đêm gạt đi lầm lì. Đôi guốc cầm trên tay em bước đi, em vỡ một từng mảnh cho suy nghĩ, em ngắm nhìn đã tan rồi đây lên, nếu được quay lại.
the truth. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D.